Thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí của Mr. Long Linh. Chúng ta tiếp tục với các video của Unit 8 và bây giờ chúng ta đã sang bài tập số 2 của phần luyện đọc rồi. Bài tập số 1 cũng như các cái phần trước khi đọc là chúng ta đã làm xong hết rồi, chúng ta đưa lên kênh hết rồi. Bây giờ chúng ta vào bài tập số 2. Thế thì cái bài tập số 2 này đó các bạn thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Đây, cái bài tập số 2 mình sẽ giúp các bạn giải quyết rất là gọn thôi. Là người ta đề nghị mình là trả lời những câu hỏi ở phía dưới đây. Thì trả lời những câu hỏi phía dưới đây á, là nó có 4 câu hỏi. Và đương nhiên muốn trả lời được á, thì các bạn phải hiểu rất chặt chẽ, rất kỹ cái bài đọc. Thế thì trong cái bài đọc, trong cái video thứ 2 á, là mình đã giải thích, mình đã dịch rất kỹ cho các bạn rồi. Các bạn vô trong kênh các bạn xem cái video là Why You Read. Cái phần reading này á, là Why You Read. Là có cái phần luyện dịch á, dịch cái bài đọc á, và hướng dẫn các bạn đọc luôn á. Thì bạn xem cái video đó, các bạn xem rất rõ, các bạn thì hiểu được cái bài dịch đó rồi. Thì sang bài tập số 2 này, chúng ta trả lời rất là dễ. Thế thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi thứ nhất này. Cái gì, điều gì sẽ xảy ra trong một giai đoạn suy thoái kinh tế? À, vậy thì trong cái bài dịch của chúng ta đó, là trong cái giai đoạn suy thoái kinh tế thì sẽ có điều gì xảy ra các bạn? Vậy thì mình sẽ quay trở lại bài đọc thì mình sẽ giúp các bạn trả lời nha. Đây, trong cái giai đoạn suy thoái kinh tế này. Đây, trong một giai đoạn suy thoái kinh tế. Đó, suy thoái kinh tế có nghĩa là nền kinh tế suy kiệt đó các bạn. Kém và đã tụt lùi sự phát triển đó. Thì nó sẽ diễn ra điều gì? Đây, các bạn nhìn vô trong cái quan điểm của những người bi quan người ta cho này. Đó, thế giới, toàn bộ thế giới sẽ trải qua một giai đoạn suy thoái kinh tế. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nêu ra những điều gì sẽ xảy ra này trong giai đoạn đó này. Các bạn sẽ trả lời từ câu này này. Nhiều cái tập đoàn lớn, nhiều cái tổ chức tập đoàn lớn, nhiều tổ chức tập đoàn lớn sẽ bị quét sạch và hàng triệu công việc bị mất đi. Đó. À, tới đây, như vậy là các bạn chỉ cần trả lời từ chỗ đây tới chỗ này thôi. Đây, từ chỗ many các bạn nha, cho đến chữ lost. Đó, các bạn nha. Đó là ta trả lời cho câu hỏi đầu tiên rồi. Ok. Đó các bạn nhé, nếu có cái bút dạ quang thì mình in lên các bạn dễ thấy. Để thầy tìm đấy. Không có thôi, để hôm nào thầy tìm cái bút dạ quang được các bạn thấy. Mà thực ra thầy nói là các bạn hình dung được rồi đúng không? Đây này, nhiều tập đoàn lớn sẽ bị quét sạch này, nhiều tổ chức lớn, nhiều tổ chức công ty á, nhiều tập đoàn công ty á sẽ bị quét sạch và hàng triệu việc làm sẽ bị mất đi. Đó, các bạn chỉ cần trả lời từ chỗ đây tới chỗ đây là ta đã trả lời xong câu hỏi số 1 này. Của bài tập số 2 này. Ok. Câu hỏi số 2 này. Các bạn nhìn câu hỏi số 2 nha. Tại sao theo những người bi quan này, theo những người nhìn bi quan á, những người bi quan là những người nhìn cuộc đời tiêu cực á. Theo quan điểm của những cái người bi quan thì tại sao là nền an ninh của quả đất sẽ bị đe dọa? Thế tại sao? Theo quan điểm của họ. Đây. Các bạn đợi là bởi vì là cái chủ nghĩa khủng bố đó các bạn. Đây, mình sẽ trả lời qua cái bài đọc á. Đây, để mình giúp các bạn đọc trong bài đó rồi mình giúp các bạn trả lời luôn nha. Đây. Mình quay trở lại cái người là tại sao nền an ninh của thế giới này, tại sao nền an ninh cái an ninh của quả đất này bị đe dọa, sẽ bị đe dọa. Thì chúng ta quay trở lại bài đọc là chúng ta thấy ngay này. Đây, cái quan điểm của những người bi quan người ta cho rằng thế này nha. Nền an ninh của quả đất sẽ bị đe dọa bởi khủng bố, chủ nghĩa khủng bố nè, chủ nghĩa bố. Khi sao? Khi các nhóm khủng bố sẽ trở thành quyền năng hơn, đầy quyền lực hơn và nhiều nguy hiểm hơn. Đó, nhiều nguy hiểm hơn. Vậy thì các bạn trả lời thành văn, câu văn của các bạn chỉ cần trả lời thế này. Bởi vì luôn, các bạn đưa vô bởi vì luôn nha. Đó, đưa bởi vì nè. Vậy thì quay trở lại câu hỏi này thì các bạn chỉ cần trả lời này, đây. Đây, mình chỉ cần các bạn nếu mà ghi câu đầy đủ là các bạn ghi từ chỗ đây luôn này. According to the pessimists này, là sao? Nền an ninh của trái đất sẽ bị, rồi các bạn ghi cả cái cụm từ này nha. Cả chỉ cần một cụm từ này thôi, rồi cái phía sau này không ghi. Đây, các bạn ghi cụm từ, các bạn trả lời đầy đủ nếu các bạn trả lời đầy đủ được các bạn thế này. Theo những người bi quan, rồi các bạn ghi vô, tiếp tục là bỏ chữ will đi, will này đưa ra trước. Will này đưa ra sau chứ, đó, đưa ra tới vị trí này. Đây, theo những người bi quan, nền an ninh của quả đất sẽ bị đe dọa. Nhớ đưa chữ will ra chỗ vị trí này nha, đưa ra vị trí này nha.
nền an ninh của quả đất sẽ bị đe dọa. Rồi tiếp tục bên này, bởi vì chủ nghĩa khủng bố, khi những tên khủng bố làm sao sẽ sao nhiều quyền uy hơn và nhiều nguy hiểm hơn. Đó, các bạn trả lời đầy đủ là như vậy. Còn nếu các bạn không thích trả lời đầy đủ, các bạn chỉ cần ghi trả lời thẳng luôn, bởi vì luôn. Đó, bởi vì chủ nghĩa khủng bố, khi những hoạt động khủng bố, những tên khủng bố sẽ trở nên quyền uy hơn, quyền lực hơn và nhiều nguy hiểm hơn là cũng được. Ok, đó là câu thứ hai các bạn ha. Rồi, câu thứ ba này. Câu thứ ba người ta đề nghị mình làm gì nào? Đây, câu thứ ba này. Cuộc sống sẽ như thế nào trong tương lai theo những người lạc quan? À, bây giờ là đến quan điểm của những người lạc quan rồi. Thì theo họ cuộc sống trong tương lai như thế nào? Thế thì nếu các bạn đã đọc kỹ rồi á, thì mình sẽ trả lời thế này. Đây, những người lạc quan trả lời đây. Nhiều người sẽ sống như thế nào? Đây, vậy thì chúng ta quay trở lại cái quan điểm của những người lạc quan. Đây rồi, quan điểm của những người lạc quan là bên này. Đây, trái lại nè, những người lạc quan tin rằng, rồi bây giờ các bạn chỉ cần ghi từ chỗ đây, cuộc sống, các bạn trả lời từ chỗ này nhé, life, đó, cuộc sống sẽ tốt hơn ngày hôm nay. Đây, và tiếp tục câu tiếp theo đó, chúng ta sẽ sống trong một môi trường trong lành sạch sẽ hơn nhiều, hít thở không khí trong lành hơn nhiều và ăn những cái lương thực trong lành hơn nhiều, đó, lành mạnh hơn nhiều. Như vậy là các bạn cũng có thể trả lời phía dưới này nữa, chúng ta cũng sẽ được chăm sóc tốt hơn nhiều bởi một hệ thống y tế hiện đại. Đó, và việc nhà các bạn, thậm chí những việc nội trợ, việc trong nhà sẽ không còn là gánh nặng nhờ những phát minh của những thiết bị tiết kiệm sức lao động. Như vậy là các bạn cần trả lời đầy đủ luôn, viết hết từ chỗ này luôn cũng được. Đây, từ chữ life này các bạn nha, từ cái chỗ chữ life này cho đến hết này luôn, ok, càng tốt. Đó, các bạn trả lời đầy đủ câu luôn thì chúng ta sẽ trả lời được cái câu số 3 này. Đó, câu 3 này chúng ta trả lời dài như thế không sao, càng tốt các bạn nha. Đó, như vậy là điều gì sẽ xảy ra đối với cuộc sống trong tương lai này theo quan điểm của những người lạc quan, đó là như vậy nha. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang câu cuối cùng. Câu cuối cùng này, câu cuối cùng là câu 4 nha. Đây, những nhân tố quan trọng nhất là gì? Đó, những nhân tố quan trọng nhất đây là gì? Cái mà sẽ mang gì? Mang những sự thay đổi, cái mà mang lại những sự thay đổi rất là đáng kể bên trong những khía cạnh khác nhau của cuộc sống á. Đó các bạn ha. Cái chữ này á là nó giống như kịch tính đó các bạn. Đó, cái nói chung là những cái sự thay đổi nó mang tính là rất là đáng kể, rất là kịch tính á, trong nhiều cái khía cạnh khác nhau của những cuộc sống của chúng ta. Vậy thì cái câu 4 này nó hơi khó một xíu. Có nghĩa là câu 4 này các bạn muốn dịch nó sát nghĩa hơn á, là các bạn cần là những nhân tố quan trọng nào nhất sẽ mang đến những thay đổi đáng kể. Đó, các bạn thậm chí các bạn dùng từ đáng kể là hay hơn. Đó, nó hay hơn cái từ kịch tính các bạn nha. Đáng kể. Vậy thì những nhân tố nào là quan trọng nhất, những nhân tố quan trọng nhất nào sẽ mang đến những thay đổi đáng kể các bạn cho những khía cạnh khác nhau của cuộc sống của chúng ta? À, vậy thì câu này các bạn trả lời như thế này. Đây. Đó là, đây, những nhân tố đó là gì? Những sự phát triển trong cái gì? Trong công nghệ vi mô, đó, trong công nghệ kỹ thuật vi mô và những chiếc máy tính và viễn thông. Đó, công nghệ vi mô, những chiếc máy vi tính và viễn thông là những cái nó sẽ thay đổi đáng kể những khía cạnh của cuộc sống chúng ta. Để tôi quay lại cho bài đọc là chúng ta hiểu ngay này nè các bạn nè. Đây, các bạn nhìn cái chữ thay đổi của nó. Đây, các bạn đến cái đoạn tiếp theo này, cái đoạn gần cuối này, cái đoạn số 3 này. Đây, sự phát triển này các bạn nhìn này nha. Những sự phát triển trong công nghệ vi mô này, công nghệ kỹ thuật vi mô, những chiếc máy vi tính và viễn thông được thừa nhận, được xem như là có một ảnh hưởng to lớn khổng lồ. Có một ảnh hưởng khổng lồ đó các bạn, to lớn lên rất nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống của chúng ta. Đó các bạn thấy chưa? Như vậy là ba cái yếu tố đó
là nó đã giải thích cho chúng ta là những cái gì này, đó các bạn thấy chưa, những cái gì là nó là nhân tố quan trọng để sự thay đổi lớn cỡ lớn lao trong nhiều khía cạnh khác của cuộc sống chúng ta, thì chúng ta chỉ cần nói được ba yếu tố đó thôi. Đây, ba yếu tố của chúng ta này, phát sự phát triển của công nghệ vi mô này, như máy vi tính này, rồi viễn thông này, đó là nó đã có ảnh hưởng quá lớn, đúng không nào? Quan trọng cái từ này là cái từ chìa khóa này các bạn, cái từ này rất quan trọng này. Đây, đó, hai từ này rất quan trọng này, có tầm ảnh hưởng khổng lồ các bạn lên nhiều khía cạnh cuộc sống của chúng ta, thì hai cái từ này nó sẽ giúp chúng ta trả lời được câu đó nha. Ok rồi, như vậy là bài tập số 2 của phần luyện đọc này chúng ta cũng đã làm xong. Hy vọng các bạn thấy video này có ích cho các bạn, và các bạn tiếp tục nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta tiếp tục các video tiếp theo. Chào các bạn nha, hẹn các bạn video cuối cùng của phần luyện đọc là cái bài tập số 3 và phần sau khi chúng ta đọc. Chào các bạn.